Minh Tuyết khoe penthouse 760 tỷ của Hà Phương, hé lộ cuộc sống của người Việt giàu nhất thế giới. Hai chị em Hà Phương và Minh Tuyết lâu lắm mới có dịp hội ngộ vì khoảng cách địa lý và tình hình dịch bệnh, công việc. Cùng sinh sống tại Mỹ nhưng ở hai bang cách xa nhau nên tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới Hà Phương vừa qua mới có dịp gặp lại em gái ruột ca sĩ Minh Tuyết. Đây là lần hiếm hoi Minh Tuyết sắp xếp được thời gian thăm gia đình chị gái trong kỳ nghỉ lễ vì mùa Noel nào cũng chạy show miết mài. Hai chị em rất hợp nhau trong khoảng chụp ảnh nên cùng thực hiện nhiều bộ hình nhí nhảnh ở các góc sống ảo trong nhà Hà Phương. Đây cũng là cơ hội để khán giả được chiêm ngưỡng một góc nhỏ trong biệt thự cả triệu đô của người Việt giàu nhất thế giới trên đất Mỹ. Có thể thấy, Hà Phương đã trang trí ngôi nhà trang hoàng mừng lễ Giáng sinh 2021. Hai chị em giọng ca đã không yêu thì thôi cùng tạo dáng chụp ảnh bên cây thông Noel, khoe nhan sắc U50 tuổi trẻ quyến rũ. Tuy nhiên, Minh Tuyết tôn trọng ý muốn riêng tư của chị gái nên không đăng nhiều ảnh về căn nhà. Được biết trong đợt dịch vừa rồi, em gái tỷ phú của Cẩm Ly tiếp tục tặng hàng trăm tấn lương thực và tiền mặt cho bà con ba tỉnh thành phố và khẳng định không kêu gọi quyên góp. Cụ thể ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Phương đã dành tặng 600 phần quà cho người dân địa phương gặp khó khăn vì Covid-19. Ngoài ra, gia đình Hà Phương còn quan tâm đến những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng vì Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cô gửi tặng 80 phần quà và 20 phần tiền mặt cho các trường hợp khó khăn trong đoàn cải lương của cố nghệ sĩ Bạch Mai, đoàn hát Bội Ngọc Hành và một số anh em hậu đài nghệ sĩ nghèo. Ở Khánh Hòa, Hà Phương gửi 400 suất quà cho bà con xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ở Bình Định, cô hỗ trợ 100 suất tiền mặt cho bà con thôn Tân An, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ trận lũ lụt do cơn bão số 5 gây ra mới đây. Đây cũng chính là quê hương của bà nữ ca sĩ, nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Thay vì hiện vật, Hà Phương tặng tiền mặt cho hơn 100 hộ dân trong thôn để bà con chủ động mua sắm, ổn định cuộc sống sau lũ lụt. Nói về nguyên tắc làm từ thiện của mình, Hà Phương cho biết cô không kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm mà bản thân có khả năng đến đâu thì làm đến đó. Không thể trở về Việt Nam nên cô thường nhờ mẹ, người thân và bạn bè khảo sát những địa điểm thực sự cần giúp đỡ. Sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật tại Bình Định, ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương đều theo đuổi đam mê âm nhạc. Nếu Cẩm Ly, Minh Tuyết đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả, thì Hà Phương sự nghiệp gắn liền với dòng nhạc dân ca và hoạt động kín tiếng hơn hẳn. Năm 2000, cô quyết định sang Mỹ định cư và lập gia đình tại đây. Đáng chú ý, chồng của Hà Phương là tỷ phú người Việt tại Mỹ, Chính Chu, truyền thông Mỹ liệt người đàn ông đáng gờm của phố Wall. Được biết, Chính Chu gặp vợ lần đầu khi vốn tiếng Việt còn rất tệ nên không hiểu hết những gì Hà Phương hát. Nữ ca sĩ tiết lộ quen nhau được 3 tháng thì Chính Chu ngỏ lời yêu. 2 năm sau đó, năm 2002, họ tiến tới hôn nhân. Nhắc về lần gặp đầu tiên, ca sĩ Hà Phương từng kể, tôi sang Mỹ mấy tháng là quen anh ấy qua anh Trần Bảo Sơn, chồng cũ Trương Ngọc Ánh, phóng viên. Lúc đó tôi và anh Sơn là bạn, khi tôi có đêm diễn, tôi nói anh Sơn đưa bạn tới xem, nào ngờ vợ chồng tôi lại quen nhau trong đúng đêm đó. Có điều lạ là, sau này cả tôi và anh đều nói với nhau, vừa gặp đã cảm thấy đây chính là một nửa của mình, nhưng cũng mất khoảng 3 tháng sau đó chúng tôi mới chính thức yêu nhau và 2 năm sau thì tổ chức đám cưới. Từ đây, cuộc đời Hà Phương sang trang, cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước cuộc sống cực kỳ xa hoa nơi đất khách. Với số tài sản lên tới 1,5 tỷ USD, gần 35.000 tỷ đồng, Hà Phương được mệnh danh chính là người Việt giàu nhất thế giới.